Ừ, mai em Dương ơi. Ôi trời ơi, ôi té không gặp cái ngực con chúa. Ôi da dữ trời ơi. Ôi da sợ rồi, bay ba há giò hết trơn rồi. Chào cả nhà nha, xin chúc cả nhà một ngày mới là vui và nhiều sức khỏe nha. Bữa nay mình có ra ăn mừng tình mẹ mình trăm ngày cả nhà. Mình qua kênh em mình và còn cũng vlog nha cả nhà. Mình thì còn có làm kênh hay chia sẻ vlog, giờ mình làm phát triển cả nhà, mình cũng nhường cho anh em, giờ mình sẽ làm lập lại cái kênh mới nha cả nhà. Mình lập lại cái kênh Tiếng Mai Vlog, mong cả nhà ủng hộ nha. Mình ra đây cả nhà mình có quay cả nhà nhớ ủng hộ qua cho mình nha. Mình cũng lên xin phép lên chương trình của kênh Hoàng Mỹ Vlog nha. Mong cả nhà ủng hộ qua kênh mình và ủng hộ cho kênh em mình Hoàng Mỹ Vlog phát triển nhiều hơn. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi kích nước cả nhà ơi. Anh em cái xem này nhớ ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nghe cả nhà. Mời cả nhà theo chân mình đi kích cá nha. Lên tìm giống cá lóc quá. Thì người ta cái tim người giống cái lóc quá nhỉ, cái tim xìu nó còn xìu. Thằng này chưa có cái nào đi tìm trong cái lóc quá mà phải. Hết tiêu rồi, để mình sửa lại coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ghê cả. Thầm thầm quá mỏi tay à. Bỏ thầm ghê đi. Ai chạy à, chạy à, chạy à. Góp cái nhà ơi. Con đầu tiên rồi. Ui. Con cây bự lắm. Sao mà được cái con lóc này chứ nhỏ. 200 gram. Thôi mình đi cái nhà thôi. Lắp cái nhà ơi. Có lóc bự cái nhà ơi. Có lóc 300 gram. Con mình nó quay có thơ thốt gì cả nhà cũng thông cảm nghe nha.
chút. Chết hơn sao ta, có cống nữa cả nhà ơi, có cống nữa, tiêu làm cái ọc luôn, nằm trong cái cống đó. Chị giống như câu nữa. Cái lóc vô không chợ, cái lóc cả nhà ơi, cả nhà ơi. Ừ, tỉnh luôn rồi. Tỉnh như cái con huy giận giận lên. Con không muốn. Thank you.
cá lóc nè. Sao đợt này cá không có được bự nữa nè, cá lóc má đen đen không. Cá bự cái nhà ơi. Cá nó chập á. Dạ đúng. Tê nè. Trắng. Ủa, còn gì đâu cái ọc vậy? Lớn vậy. Quá lớn. Tông. Cá quẩn. Bắt cá này nữa rồi là... lớn nhà ơi. Nè. Thôi mình lên luôn cái nhà, quá mệt rồi. Gặp trưa nắng quá nắng. Con gì dí dò nữa ta. Ừ, mai em Dương ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, té không gặp cái ngà con chúa. Ôi da dữ trời. Ôi. Ôi da. Sợ rồi. Bay ba hai giọt hết trơn rồi. Gai không chạy. Dính gì dữ hả? Dính gì cái rác hả chú ơi. Để mình cho cá rồi mình gỡ cái máy mình cho nhà ở dính đây rồi. Nè bữa nay. Này được như là quá mệt nắng quá nắng rồi. Được đâu cũng cá trê. Như được mớ cái lóc này cả nhà. Bự không? Mở đen nghe cả nhà. Ba cá đường nước dưới cái hầm nó đen cả nhà. Trời con cá nó chích queo luôn trời. Thôi bây giờ cũng tới đây đó ngưng cả nhà. Ba nhà nghe.